và trả lời cái bức thư của Việt Thường. Thầy có đặt cái pháp danh là Hạnh Thiện, thì có một người cũng trùng cái pháp danh Hạnh Thiện. Tại sao có hai người trùng tên đó là cái trùng nhân quả đó? Trùng nhân quả bởi vì Hạnh Thiện có cái nghĩa là hạnh, là cái hành động thân miệng ý của mình, đó là ba cái nơi mà mình xuất phát cái hành động. Mà hành động thiện thì đó là mình phải giữ gìn năm giới cho nó trọn vẹn, thập thiện, 10 cái điều lành, thì đó là cái hành động thiện. Thì mấy con mang cái pháp danh là Hạnh Thiện, cái tên thì nghe cũng thanh lịch lắm, nhưng mà có cái điều kiện là phải giữ gìn, chứ không phải mang cái tên Hạnh Thiện để hãnh diện mà tôi có tên nghe nó đẹp. Nhưng mà sự thật ra Hạnh Thiện là mấy con phải luôn luôn sống trong thiện pháp. Sống trong thiện pháp tức là sống ở trong năm giới, à, hiểu không? Sống trong năm giới và 10 điều lành thập thiện đó, 10 điều lành. Mấy con nhớ cho nó xứng đáng với mình mang cái tên đó, thì vậy mới gọi là cái pháp danh. Chứ nhiều khi chúng ta có cái tên của chúng ta, cái pháp danh mà chúng ta không sống đúng, chúng ta làm ngược lại cái tên chúng ta thì chúng ta không đúng cái nghĩa là pháp danh. Cái tên thường của chúng ta, có người đặt tên rất đẹp nhưng mà cái người không đẹp, không sống, không có đúng cái hạnh, cái đạo và đạo đức. Cho nên vì vậy mà khi đặt cái tên, chúng ta nhắm vào cái đặc tướng của người đó để giúp cho người đó mỗi lần nhớ cái tên, mỗi lần người khác gọi tên mình là mình phải sống để đúng cái hành động thiện pháp, hành động tốt. Cho nên cái tên của chúng ta nó mang theo đầy đủ cái ý nghĩa của Phật giáo. Như vậy mỗi một cái pháp danh tức là tùy theo cái đặc tướng của mọi người mà người ta đặt cho mình một cái tên để mình mang cái tên đó, và lúc nào mình cũng giữ gìn cho nó đúng một cái đức hạnh, những cái gì mà cần thiết mình đối xử với mọi người làm cho nó đem đến cái sự không làm khổ mình, khổ người, như cái nền đạo đức nhân bản của đạo Phật.